Dạ. Quý vị thân mến, và bây giờ lời tiếp theo đang là muốn phục vụ cho bà con cô bác mình. À, quý vị thân mến, thì quý vị có coi là em hồi nãy có đọc comment của quý vị sau khi mà xem xong ngôi nhà buổi chiều của Châu Pha, thì mọi người đều nói là sao coi xong nó buồn quá vậy. Và căn bản là trước mặt quý vị là những nhan sắc tươi rối rối gì đó. Trong phim, trong cái đoàn em chỉ có một người mà không thể làm. Quý vị gọi là nếu mà làm phim á, thì để mà cho quý vị mà không có buồn là mình nhỏ này thôi. Tại vì từ trước tới bây giờ là nó ăn, nó ngủ rồi nó đi hát thôi. Ai cũng có một cái nỗi lòng riêng. Thì lên phim của em nỗi lòng đó sẽ được khắc họa theo một cái chiều hướng khác. Chiều hướng của em là gì nói nghe. Chiều hướng rất là tích cực. Tích cực là sao? Ăn ngủ đi hát. Thì bao nhiêu mà cái niềm vui thì em sẽ mang lên sân khấu, còn nỗi buồn thì em sẽ giữ cho riêng mình. Đúng rồi, tại nỗi buồn chị nó rất là hơi nách cho nên em cấp đi, đừng có khoe ra, hiểu không? Hồi nãy chị nói về cái bệnh dịch corona và cái sự mà cho tất cả mọi người đó thì mọi người rất là cảm ơn và mọi người đã feedback lại cho em một cái lời cảm ơn đó chị. Và cũng lo cho cái sức khỏe của chị. Chị là nha. Sợ chị là chị nịch bụng quá, nó méo ruột á, chết trước corona. Chị bớt chị xiết cái nịch bụng lại nha, nó méo xương rồi đó, nó ruột già rồi đó, nó lồi ra kỳ lắm. Nói cái hoa ruột là của chị á, nó chị nghĩ như chết vậy? Chị lòng thòng ruột chết không. Ê, chừng nào nịch được như chị cứ nói chuyện nha. Đó, tao đố con nào mà định được như tao mà đứng hát, đứng hò, đứng nhảy nguyên 3-4 tiếng đường đó tao mới để chị ha. Làm cánh chi chết rồi. Làm cánh chi. Chị ơi! Chị mày chết rồi. Chị không có nhìn được. Bữa nay có lại kia mày ngon rồi. Bả đang từ Thái Lan về Việt Nam, bả trả vô mặt mày. Chị làm gì? Chị làm gì về Thái Lan? Chị làm gì vậy? Mày chết rồi. Chị đang gọi là làm gì? Chị em Khanh. Chị Châu Pha đi nè. Đó, chạy lẹ lên. Trời ơi là trời. Tại sao giờ này mày mặc đồ đi biển của yêu nghĩa? Bà nữ cho tao chở ra ngoài đảo phóng xanh bây giờ. Mày hết đồ mày mặc bikini hay mạnh. Rớt hai cái chén ra ngoài luôn các bà nội. Bà phải chứ, nó có vòng một tao cũng nể nữa. Dạ kính thưa quý vị, em mới nghe một cái thông báo đó là có hai chiếc xe máy đang ở dắt đang đậu ngoài bãi cỏ, thì vui lòng chủ nhân của ai thì đem vào bãi xe giữ giùm em. Dạ rất là mong quý vị sẽ ủng hộ cho đoàn bằng cách là di chuyển cái xe của mình và để đó là ở cái gian mà nó xuôi tay nó lấy mất thì rất là tiếc quý vị quẹo qua bên kia. Dạ nó xuôi tay nhắm mắt rồi xuôi tay lấy mất. Xuôi tay lấy mất cũng được mà. Đó. Hay đó hả? Chân chị ngang ngược lắm cưng. Rồi nhưng bây giờ ai có giấy trên tay hứa mất mà mình sao không bắt đầu. Chú mà xấu gì ơi. Hey. Mày trở lại đây mà người chưa xuống mây thì đã chết bên này luôn ơi. Mây thì đã xuống thì đã chết bên này luôn nè. Ta chạy xuống luôn bên này luôn ơi. Mây thì đã xuống thì đã mây thì đã mây thì đây mây thì đã mây thì đã. Anh Giang nãy em đưa cho Ngọc Nhi 100k hả? Dạ 100k giơ tay cho Ngọc Nhi, người đẹp xinh lè xinh lét trước mặt nghe mà. Dạ ai đưa cho Ngọc Nhi 100k chưa thôi à? Mấy trăm 500 từ người đẹp Ba Đù. Dạ 500 từ Ba Đù phía đây nè. Ngọc Nhi phía này phải không ơi? Trời ơi, con bé nó chưa có nhận được tiền thối mà nó vẫn vô tư dễ sợ. Công nhận nhà có điều kiện ghê ha. Vậy người ta mới thay cái đầm người ta đi vô rồi kìa. 100. Đó, trả lời đi. Chị ngon, chị trả lời người ta đi. Quả, qua đây quả. Đầm này ai mua cho mày? Tao tự mua. Rồi nghe nè, mày hỏi gì vậy? Mày làm ơn á, mày làm ơn làm phước á. Mới mốt mày mua đầm á, mày vận động hết cái trí não của mày không nên mày kêu. Nếu mình không thông minh mình kêu bạn bè mình đi theo á. Rồi sao? Để mình mua được cái đầm nó lành với người ta. Sao mà cách hết cổ biến rồi má? Cái này gọi là cô đuôi cá cách tân mà. Đuôi cá cách tân á hả? Đuôi cá mày á, bị mấy con thợ cá, mấy mẹ bán cá ngoài chợ chặt á, miếng trước mặt rồi đó mẹ. Trời ôi lạ trời, rồi, có bà. Ngày á mày nhảy nó lồi nguyên con bìm bìm ra cái đường đó đó bà nội. Có bìm bìm đâu mà lồi lá, khùng quá. Tôi sắp đi chị vậy biết rồi. Sao không, nó có cái lỗ chỗ đó không? Để cho thì con thù luồn trong đấy nó thở nữa. Có cái đường thở của nó chị hiểu không? Rồi vô à, số tiếng gì ơi. Nguyễn Tài 100 chưa thối ai ạ? Ai hồi nãy đưa cho Nguyễn Tài 100?
mây ra xuống gì đây, mây gì ra, còn vé bên trong còn vậy rồi hết vé anh ơi, hẹn lại anh dòng sau nha, dễ thương quá. Mây gì ra, mây gì ra, hồi bán nào nữa nè, tham gia hóa đi xin hồi bán nào nữa nè, em không có bị corona. 43 mình phía bên dưới khoang bôi xóa tà lá vé nha, để bên trên nhà viên kiểm có bốn chiếc banh và tà lá vé anh chị mình ha. Rồi vị chủ nhân nào đọc giải mình nhanh tay lẹ chân chạy lên phía bên trên giùm em ạ. Rồi đi ngõ này nè chị. Kìa bây giờ sau lưng em nè. Dạ rồi, ký hiệu 1513 đúng dòng lời 40 vừa kêu. Nhà 1 số 2 2 11 3 và 59. Hợp lệ. Dạ đây chị. Ký hiệu 1512 đúng dòng lời 40. Yeah. Số 2 yeah. 11 yeah. và 59. Rồi dòng lời vừa qua còn vị chủ nhân nào nữa không ạ? Rồi nếu không còn thì hai anh chị mình chọn giùm em trước hai con gấu nhỏ đi ha. Rồi mình quay banh ai số lớn hơn thì mình lấy qua giùm em con gấu lớn nha. Rồi không để cho anh chị mình phía bên dưới mà chờ đợi lâu thì phía bên dưới chúng em cũng đang rào bước phục vụ cho cô chú anh chị mình qua một dòng lợi mới. Giá tiền y như cũ nha. Ai chưa vé mình giơ cánh tay lên để bên trên chúng em thấy được và điều động nhân viên tới tận lên tận chỗ cô chú anh chị mình ha. Rồi anh trai lấy qua con gấu lớn anh nha. Rồi nhỏ viên xin chúc mừng anh luôn ha. Rồi anh chị mình ơi, phía nhân viên bên dưới đang rào bước phục vụ cho cô chú anh chị mình. Đó thì ai chưa vé mình giơ cánh tay lên để bên trên nhã vi thấy được. Đó điều động nhân viên đến tận nơi tận chỗ phục vụ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mỗi người cầm lên tay một vé thôi thì bên trên chúng em sẽ cho lòng cầu nhã số liền, không để cho cô chú anh chị mình mà chờ đợi lâu ha. Và anh chị mình đừng vội bỏ về sớm, tối đêm nay sẽ có hai vòng loại đặc biệt, rất là đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay luôn cô chú anh chị mình nha. Đó, người bán bên trái, người bán bên phải luôn. Chưa vé thì mình nhớ giơ tay. Rồi vé đây luôn nè, đây nè anh ơi. Rồi em thấy rồi anh Trung ơi, rồi Trung hết vé. Quẹo qua mé đây nè.
Trời Long My ơi, đây này em kế bên em luôn nè. Đó, anh chị nào mà thấy nhân viên giùm mình đi tới đó, anh chị mình nhớ giơ cánh tay lên anh chị mình nha. Đó, để nhân viên không thấy anh chị mình ha. Đó, mọi người cầm tay vé vé thôi cô chú anh chị. Trời Trung ơi, nhìn thẳng luôn kìa Trung. Đó, anh trai mình giơ tay kìa. Đó, anh trai bà mang cái khẩu trang màu hồng đó. Dễ thương ghê không? Đúng rồi. Vậy còn ai mình chưa bé mình nhớ giơ cánh tay anh chị mình ha. Đó, nhanh lẹ cho trong loại này luôn cô chú anh chị mình ơi. Người cầm trên tay một vé, anh chị nào mình đứng từ phía xa đó mà mình không mua vé được từ nãy giờ đó, anh chị mình giơ tay lên. Còn nếu mà giơ tay vẫn không mua vé được, anh chị mình để xe đó đi, anh chị mình vào bên trong đó, ghé ngay chỗ cái hàng trúc đó, anh chị mình chọn qua chiếc ghế, xong mình tìm một chỗ ngồi nào đó mình ngồi mình mua vé, mình chơi cho nó thoải mái cô chú anh chị mình ha. Thì ngay từ giờ này anh chị nào chưa vé mình giơ cánh tay lần nữa. Còn nếu anh chị mình có vé rồi thì mình hướng mắt về sáng chuẩn bị do số rồi vé đây nè. Cho hoa ơi, còn vé cho hoa ơi, vé bên đây luôn nè chị. Đây là lưng cầm. Nhà này chưa vé nữa chị ơi, giơ cánh tay lên luôn à. Xu gì đây, mây gì đây, mây gì đây, mây gì đây, mây gì ra. Rồi đây nè, cho hoa ơi, cho hoa. Đây nè chị. Cho em một lần nữa thì anh chị là mình chưa vé nha. Rồi thì kiểm lại tờ lá vé của mình và hướng mắt về sáng cho xuống luôn cô chú anh chị mình ha. Chị nè, sau lưng, sau lưng. Đây nè, giơ tay lên. Xuân gì đây, xuân gì đây, cô xuân gì đây, ai tư tình giúp cho. Cần vé đây em bán ra 10.000, bà con thương cần mua kéo trắng ngay đây nè chị Ba. Chị Ba đi thẳng luôn. Kẻ thăm dân, kẻ dân dân. Kế bên kẻ dân, ờ đúng rồi. Xuân gì đây, mây gì ra mây, gì đây mây, gì ra mây, gì đây mây, gì ra mông dê ra dò xu dù. Mông dê ra dò xu dù con mây, gì đây mây, gì ra mây, gì đây mây, gì ra mây, gì ra mây, gì đây mây, gì ra mây. Vé cho chị Ba luôn, vé cho chị Ba bên này nè, cho lên chị Dân ơi. Góc ở trên nè, trên sân khấu nè, Lucy ơi, lên trên đây nè, Lucy ơi. Để phía Thanh Dân hết vé nè em, rồi hết vé. Chưa bé cho cánh tay giùm em rồi, để cho bạn chị này luôn nè, hai bé luôn nè.
lên núi đập là xuống sông và bữa củi gà cồn nó ủi heo nái mà nó tươi. 아, chúng mà chúng mà ngon, vô mánh mấy chị em ơi. Rồi kính thưa quý vị, bên dưới chúng em đang gạo bước một loại đặc biệt với lá vé là 30.000 đồng, chúng qua phần thưởng là chị đúng không? 20 á. Ủa, có 20 hả? À, dạ có 20 thôi nha quý vị, em nói lộn. Em xin phun nước miếng nó lạnh. Dạ 20.000 thưa quý vị ạ. Mùa này mày phun nước miếng hơi là cái mặt cái máu không đó má. Em xin lỗi ạ. Quý vị và các bạn, dành lời đặc biệt đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, với lại 20.000 đồng quý vị mua một vé sẽ được tặng một vé nữa quý vị nha. Quý vị cứ giữ hai vé màu vàng và một vé màu hồng đó là có 20.000 đồng thôi, quý vị sẽ có cơ hội nhận qua nửa chỉ vàng 4 số 9. Ngay bây giờ trước khi đến với thể lệ của vòng loại đặc biệt, chúng tôi sẽ bắt đầu trao quà cho những chủ nhân may mắn của vòng loại vừa rồi. Thế bây giờ là số 5 vừa kêu qua có 11 cái gì? 11, số 5 hả? Số 5 vừa kêu qua. Số 5 rồi đâu rồi? Con số 5. Xin lỗi, không có số 5. 13. Tôi quýnh lại được chưa? 13 có 1. 28 có 2. 34 có 3. 47 hợp lệ. Và 1096 hợp lệ, xin chúc mừng. Và 1097 bộ trang rất đẹp trai và ngọt mắt. 13 có 1. 28 có 2. 34 có 3. 47 xin chúc mừng. 1097. Rồi, anh ơi, anh không nhận gấu, anh nhận em được không? Rồi ơi, cười mỉm chi luôn. Anh đâu có cần nhận mẹ. Rồi, lấy đi anh. Anh có mẹ rồi. Rồi, anh còn lại khui số. Anh đẹp trai 22, chúng rồi đó. 40. Rồi, mời anh đẹp trai về. Anh qua lấy con nhỏ giùm em nha. Bà lớn lấy con lớn. Dạ. Yeah.